cái bàn phím mà tại vì thư lúc này thì tháo ra gắn cái khác vô chứ kể được mẹ cái lộn vậy Thì thôi đổi đi. Chứ chứ kể được mẹ bàn phím rồi của đúng em hết tao luôn cầm á, rìu cho chắc. nó còn hot swap được nữa. Quầy mày mua mua mấy cái switch về đồ má mày đổi switch cũng tốn tiền quá lùn đó chứ đùa đá đâu. Má một bộ switch nó mới bao nhiêu tiền? Em bữa mua là mua Tới á, combo tới á. 45 rồi mẹ. Địch mẹ thêm con chút kia kìa. Hết tao không ơ không mày mày ơi. Địch con mẹ. Mà tao đéo giống vô trong đó luôn. Nó có còn đừng có con bắn boss nha, đi đừng theo bắn phải nha, boss có khôn xe không mày? nha. Boss đi theo nó có khôn không? Ngủ lắm. Tôi bắn luôn. Ở vô đây Má vô nó đây. khôn thì mẹ nó nhàn quá đúng không? Đây Bộ có em súng này mua nè. 45 cái switch. Một bộ là 45 cái switch là lộn má. Nó Ơi, khoảng ơi, mày 2 ơi, tiếng rồi. chạy. Trên đầu, trên đầu, trên đầu. Nhìn trên đầu. Má thằng nào cũng Đồn vậy. ơi hình to Thôi hình thôi to hình thôi to thôi 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 ơi điệt mẹ tao chọc hút rồi chết tao rồi chết tao rồi chết tao rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi hút rồi không thấy không thấy nó chạy đâu rồi mà nó thấy tao điệt con mẹ nó má trâu vậy bên đây mày này dữ mấy quá chứ đây nè má ngay chiếc xe luôn tao đéo dám bắn nữa. Smoker rồi Rachel bắn chết rồi tụi nó giết mấy con đó nó có rớt cái gì ra không? Còn còn cái đâu không biết nữa hình như dưới tăng nó rớt máu rồi đúng không có sờ cao spawn ra đúng mà máu rồi nè tao nghe tiếng chạc tao nghe tiếng chạc máu à mày chồng phải ơi ơi bông mật đứt rồi xong mẹ gì mà vẫn bắn trúng nó gì vậy đi mẹ thôi chui vô xe rồi, chui vô xe vô xe vô xe xe vô xe bay má rồi trồ siêu nhân rồi đó kìa để lên em tại cho nằm xỉu trước mẹ đi rồi má càng à để đi anh vô đi vô má, đi anh là người cớ cho nó nằm đi xong thì phải không đi ra má thì lương tâm thấy không lương tâm thì trên trên xe có cục máu nè anh tôi về cái xe em đứng nè no tên cái gì trong này trong này trong này chút kia hồn mẹ tôi phải tôi phải tôi phải điệt mẹ tao quýnh mệt mỏi luôn nó không rớt kìa tao bị chập rồi đủ má phải cái lồn mẹ con hình tên ôi lồn về mà tăng rồi à má chó thật chứ cái lồn mẹ rồi chết tao xong luôn cứu tao ra chỗ đi má mấy lồn ra chỗ má nó đứng lên nhìn luôn nó không cứu luôn mày ơi đúng rồi lùa đi chạy vòng vòng đi anh cố đi cố đi cố đi cố đi thép cạp má báo là cố luôn nó ra nó ra nó ra nó ra đang hiu được với hai thằng đang đứng hiu đi. Đủ mẹ đâu ra vậy? Má. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ê, Spitter ở trên lầu à. Nó cây kìa. Rồi nó dí tao, nó dí tao, nó dí tao. Rồi chút kia chết.
Cái lồng má nó hên quá, tao né được cái xe. Rồi chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Mà nó đéo rớt máu luôn nè. Đéo rớt máu nữa rồi. Có mẹ nó. Trong đây có game build chưa... nè, trong đây có build nè. Game chưa đủ khó hả? Má ơi. Không ơi. Trong cửa không rồi không mà. Xếp hào, xếp hào, xếp hào, xếp hào. Rồi rồi rồi, xếp hào rồi. Mẹ nó. Game thúi thiệt. Đi con mẹ mày đi, đứng nhìn bố mày cắt à, vô đi. Con tăng nó dở, mà ngay cái chỗ má. Ngay chỗ kỳ cục quá. Nếu chơi được. Sô tăng một chút nữa. It's ok. Cay không? Được mẹ. Bỏ nó cho con tăng, nếu biết làm cái lồ mình luôn á. Ờ đủ quá, thằng nào cũng què què hết rồi. Có lưng em. Nhanh quá cũng. Đáng chết mẹ nó kìa. Rồi, khỏi nói. Nữa kìa. Nữa kìa. Giờ sao, đụng má. Tăng à. Spawn sớm à. Chắc bên kia rồi. Thế mà spawn sớm, bên kia khỏe rồi. Tăng chết rồi. Hết luôn, hết luôn. Reloading. Mẹ cái map lồn. Điệt mẹ con quýt ngồi ngay đó luôn kìa. Bắn nó. Điệt mẹ rồi. Má. Điệt. Má. Trời ơi, con quái bu nữa kìa. Rồi xong. Ok, tôi dưới rồi. Ủa nó kìa. Rồi, đồ má. Rồi. Đồ má hơi nó đéo chạc. Vì mà nó chạc là double kill luôn rồi đó. Tại vì nó còn cao đao. Nhiều con mà nó chỉ cao đao có một cái thôi. Nó cao đao chung á. Đỡ luôn ha. Đồ má hơi đó mà nó ủi là xong rồi. Ủi rồi em nghĩ mà nó ủi rồi đó chứ. Ờ tao nghĩ nó ủi cho nó thấy nó chạy ra mà. Vậy là cao đao chung. Cú đó kìa. Lồ mẹ mày, cái ngõ đấy bắt tiên được chết mẹ rồi. Ờ xong tao luôn. Thôi bắn từ từ thôi. Nè, tao đang tự hỏi đây có phải là pháp sư không? Không, mẹ ngu quá luôn. Không, pháp sư thôn tăng hồi nãy. Mẹ ta, cái năm là người, là Việt Nam mẹ rồi. Bên năm là Việt Nam rồi, chứ thế nào là châu. Phải hai map không? Đéo gì? Ngộ nha. Ngộ ghê. Đó, tao hồi sinh được 70% máu nè. À đúng rồi. Thế là cái infect chung của cái mà hồi sinh đó. Tô nữa hả? Móc cờ nữa kìa. Lộn gì vậy trời? Tao đứng ở trên mà. Boomer, boomer. Cái lộn á. Kìa, hồi sinh kìa. Ê đi. Má bắn vậy mà không chết. À không má. Em mới nằm đầu bùi. Thôi mà tắt cái đó vũ khí rồi đấy. Má không rất là dài.
À, nó nhảy kìa. Ôi, nó bay kìa. Ôi, nó bay kìa. Ôi, nó bay kìa. Ê, Mocker, Boomer nè. Mocker chết chưa? Mocker trên lầu. Chết nè. Rồi, chết rồi. Reloading. Ghê quá, bay chạy. Ghê quá. Mình bắt đầu làm sợ Hunter đó. Má, nó bay qua đầu Đức 2-3 lần luôn. Cái mod cái đéo gì mà đủ má, mày nghe tiếng súng nghe nặng nè dữ ta. Có mod đi. Có cái què vô này. Có tăng á. Mẹ đó. Mẹ tăng chờ mưa đó chứ. Mẹ đó đây luôn. Có gì trời không? Ô bác, ô bác, ô bác, ô bác. Ô bác, ô bác. Bác, bác, bác. Rồi, tăng ngoài đây đẹp rồi. Né, né, né cái xe ra, đừng bắn cái xe ra. Ờ, đi mẹ tao. Má tao đứng nép ở trong rồi mà. Ơ, địt. Má ai cũng trực đây. Má nó giật tao tới chết luôn á. Rồi, má cũng dài rồi, má dính qua xe. Bò mà đủ mấy con Hunter nó vẫn ôm trên người tao mà. Optimus Prime hả? Phải đâu? Biết, mẹ tao biết ngay mà. Thôi tao bét kìa. Ơ đi. One of you people come and get me, please. I ain't clowning when I say this, but you better not go down again, cause that may be it for you. Má tao trắng đen luôn rồi. Cuộc sống tao chẳng đen. Có đi lẻ. Giờ mọi thứ nguy hiểm lắm. Đừng đi lẻ. Kìa, đúng rồi, đi qua đó đi. Thằng ngoài đó cứu được một người đó. Chết thay cho tỉnh người coi. Có máu nè. Mở luôn cho này. Come here. Oh, yeah. Chuẩn bị đi. Gì? Đồ máy shotgun 135 viên. Sau lưng. Nó sẽ là bút gì vậy ta? Trên đầu của dây. Ủa? Tụi máy trên đầu tao. Boomer. Thua rồi. Gì vậy? Rồi xong rồi. Go. Mẹ, wood. Rồi tao qua rồi nha. Tao qua. Có gì? Đồ má. Sao mà mình sống. Mình chỉ đưa ống nè. Anh qua đi luôn. Qua đi luôn chứ anh qua anh dừng lại trước mặt nó. Rồi xếp hàng, xếp hàng. Quay đích vào quốc hầu đi. Come on people, come on, get in here. Come on people, come on. Map này phải 5 con. 5 con là nghỉ luôn á. Đó. Địch câu mẹ. 1 con. Cái lôn gì? Chưa làm gì hết luôn. Ê, nó sao lần kìa, đủ mà. Ê, nó mày. Mẹ, bẹp. Chết rồi. Địt ơi, cái địt mẹ nó. Không gì thấy không? Lại. Bumper chạc.
Lưu lại, lưu lại, lưu lại. Má chưa ra khỏi cửa. Điệt mẹ, cái thằng này nó điên rồi. Mẹ tên là gì? Chính chính hơn chi. Không, thằng này có phải người tàu đó. Nó binh có 5 mà, binh nó thấp lắm, nó dẹt á. Nam Nam mà để tên tàu à. Dạ, xin thần thần chi. Thần chi. Ôi, xa lưng, xa lưng. Ơ địt, cái gì? Vô tao sợ rồi. Vô đây. Ô địt. Bấm nút. Cái lùm má. Ôi, trên đầu, trên đầu. Chứ dưới này nè, đụng quá, coi chừng mở cửa ra nè. Tóc đi kìa. Lộn. Ra. Mẹ nó kìa. Tóc tới chắc là bỏ luôn cái vũ khí gãy. Nó nghe smoker nha. Hunter. Chú quê đi. Double. Đây nè, mốt cơ nè. Cái lồn gì thế nhờ. Mốt qua đây nè em ơi. À, là trên đó có chắc. Có chắc không? Tao đứng đây vô chắc. Chị ra hai trên thấy đó. Ơ, chắc. Trên lầu nhảy xuống kìa. Điệt mẹ mém rớt đụng má. Ủa ở đâu ta? Ôi dưới đây leo lên rồi, dưới đây leo lên trên đi xuống. Giạc leo lên á. Chóc kì. Má này bắn được quá nhờ. Hunter. Má nghiền này ăn boss đó mày ơi. Kìa mà tao thấy nó ghê lắm. Tăng. Tăng, có lửa. Tao có lửa. Tăng. Im thế là nó tăng. Trên nóc nhà. Điệt mà. Ờ, đồ mất tử đâu, nó nhảy xuống chết luôn. Tăng có boost nha. Bắt chừng đấy. Trời ơi. Lên. Đủ quá đéo dính lửa. Dính. Thì có mẹ quay qua bắn nó không cơ. Quay qua bắn chết máu cờ luôn mới ghê chứ. Ê. Trời ơi. Chạy đây. Bỏ đây. Rồi, cố lên. Nữa rồi. Mấy em nghe không biết cơ, em bắn cho anh em xong đủ mấy em cũng cắn đập.
Chucky lên á, Chucky lên á. Game mày làm mấy phát mày giống như rộn quá mày. Con quốc hoa dép mới sợ nha. Kiểu đạn có giới hạn á. Vậy mới đập. Má bắn thì hòa hết đạn khóc nhè luôn. Ăn lên. Đây bên kia. Lên kìa. Ui. Rồi chết rồi. Má có cái này ngon này, chạy vòng vòng này là nó đéo dí được. Thì tới. Đâu chắc bên đây nè, chắc đây nè bay. Thấy có cái bật đi ra nè. Đó, mở cửa đi. Lên. Đề mẹ ngon phải luôn. Má là tới cổ. Anh vô có tên cổ tên đình. Mới có chạy nình rồi đó, chưa có gì đó. Nào cái là cái mod em bỏ nha. À. Má chơi xong còn cảm ơn nữa. Má cái này mà để cái mod rớt súng thì còn cỡ nào. Thôi bỏ.